tiêu anh đã hướng dẫn rái cá ngủ ở trên bờ, nhưng tôi muốn dạy cho rái cá phải hiểu rằng ở dưới nước mới là an toàn nhất, và rái cá phải học được kỹ năng ngủ được trong nước, nên tôi để bèo để làm giường ngủ cho rái cá và để nước che lại cho bóng tối, cho rái cá tập chiến thắng nỗi sợ hãi nữa. Phải có bèo mới dạy rái cá thích nghi được với tự nhiên. Môi của hai đứa rất là hồng hào và đỏ, nó không có bị lạnh gì cả, ở trong đây để nó tiến hóa. Đứa nào đứng lên mỏi thì họ phải biết nằm ra ngoài cái bèo mà ngủ mới là hoàn thành bài học. Còn bây giờ chưa xong thì không có đưa ra được. Đó là những gì tôi dạy cho rái cá thích nghi trong nước.